Rồi mấy anh chị, Yên đang khoan một con máy bao chất luôn, giá rẻ lắm mấy anh chị. Đó, khoan thoải mái luôn. Ha, ngon lành ha. Khoan là vô tư luôn, quan sát dày đàng hoàng ha. Ngon lành ha. Khoan gỗ này là chuyện nhỏ rồi. Rồi, quất cái mũi chà bá luôn, khoan gỗ nè, mấy phê ha. Okay, ngon lắm anh chị, con này thoải mái luôn. Khoan tôm, vào khoan tôm đi, qua khoan tôm luôn ha. Rồi thay mũi khoan tôm và chuyển qua chức năng khoan búa nha anh chị. Khoan nguyên cái viên đá xanh này luôn nè. Đó, rồi ok. Đó, thoải mái thì mình khoan đá xanh luôn. Đá xanh mà nó bào được là ok ha. Rồi đây là bắn xà gồ này luôn. Đây chuyển bê tông chuyển qua khoan sắt anh chị nha. Bắn vít là mình chuyển khoan sắt. Đó. Có tốc độ chậm chậm luôn ha. Ok. Rồi ngon lành. Nhẹ nhàng ha, sắt dày cũng nhẹ nhàng tháo ra luôn. Đó. Rồi mấy anh chị mình sẽ cùng tìm hiểu cùng Nhiên một cái con máy khoan của hãng Teston rất là ok, chạy rất ngon, đẹp lắm anh chị, nhưng mà giá vô cùng khuyến mãi luôn. Các anh chị cô chú, vừa rồi các anh chị thấy là một cái máy nhỏ nhưng mà khỏe. Đây là một cái mẫu mới của Teston anh chị. Model của nó là DK710. Nó cũng giống như con kia. Con này 750W, ở 710W, đầu 13mm. Dòng tua là từ 0 cho tới 2800 vòng phút. Đây là mẫu chữ Neo, anh chị thấy mẫu mới không? 710B ha, đời trước là 710. Thì mấy anh chị mình khi mà mấy anh chị mua một con máy thì mình cui ra thì nó sẽ có đầy đủ như thế này. À, hộp giấy ha, đây là con máy. Rồi đây là cái tay nắm, nó tặng kèm cho mình một cái cặp than của Đức luôn. Đây là công nghệ Đức ha, nhưng mà sản xuất Trung Quốc mấy anh chị. Teston là công nghệ Đức sản xuất Trung Quốc. Đây nó tặng cặp than Made in Germany, phiếu bảo hành là bảo hành 6 tháng hàng chính hãng ha. Có tay nắm và một cái cỡ để các anh chị mình khi mà mình khoan sâu khoan cạn ha, mình bắt vô nhả ra bắt vô, thích thì bắt còn thích thì giục tay nắm ra. Rồi mình chỉ tìm hiểu về con máy này. Một cái con máy Teston 710B này nó nặng là nặng 1,8 kg anh chị. Nặng 1,8 kg, dây nguồn thì nó dài tầm cỡ 2m. À, cái dây nguồn này tầm cỡ 2,5m á, 2,5m. Rồi, các anh chị sẽ thấy là đầu kẹp là 13mm đúng không? Rồi, bên này nó có chức năng khoan sắt và chức năng khoan búa. Ở đây mình đẩy qua nó có hình gậy búa là mà khi đó mình khoan tường ha. Mình đẩy qua bên này là chức năng khoan sắt. Rồi, đây nó có móc đeo khi mình leo cao là mình dắt vô lưng quần dây thắt lưng gì đó. Là mình đeo cao bắn dít cũng được. Đó thì mấy anh chị thấy rất là rõ ràng. 220 đến 240 là von ha, 710W, đầu kẹp 13mm. Đó trên này nó ghi là Made in China luôn, bảo hành 6 tháng. Trên cái công tắc này thì nó có thiết kế là chỉnh tốc độ, à, tức là mình có thể điều chỉnh chậm lẹ được cái máy này. Khi mình bắt vô những cái đế máy khoan chế đồ đó thì nó sẽ dễ hơn khi chúng ta sử dụng. Và đây là cần gạt đảo chiều, tức là chạy có đá tới đá lui. Ở trên này thì nó thiết kế mấy anh chị thấy là nó có cao su để nó im tay, giống như là chúng ta cầm mà trơn trượt thì nó cũng không có ha, đổ mồ hôi nó cũng im tay, không có trơn trượt. Ở trên này nó có một cái thiết kế là cái khóa nó gắn ở đây, rồi nó có một cái đuôi cao su rất là chắc chắn ha, nó nhìn nó giống Blade Runner vậy đó. Rồi mấy anh chị thấy rằng là con máy này ở đây nó thiết kế là chữ nổi, đây là dòng đời mới thiết kế, đây là chữ nổi dập lên luôn đó. Bên này là tem dán, mẫu máy rất là đẹp và khi chạy nè, bấm nhẹ thì nó chạy chậm anh chị ha, khi bấm nhẹ thì chạy chậm và bấm mạnh thì nó chạy mạnh. Đây là cái nút dài của nó để nó chạy luôn, khi chúng ta chế trên cái bàn khoan thì cũng được đó, ok ha. Rồi đây là đảo chiều trả ngược trở lại đó. Rồi đây là mình quan sát thì nãy như khoan anh chị thấy quan sát là nó êm như thế này, nhưng mà khi chúng ta đẩy qua khoan búa thì nó giòn rất mạnh anh chị thấy, rất là gọn nhẹ. 1,8 kg và một cái con này
có một cái mức giá khuyến mãi, giá của nó là giá của con này là 550 mấy anh chị, nhưng đang trong cái dịp cận Tết này, nhưng khuyến mãi cho mấy anh chị rất dễ mua con này, cực kỳ giá, cực kỳ khuyến mãi ha, khuyến mãi một cái vui vẻ cho mấy anh chị luôn, 520.000 đối với một con vàng như thế này đó. Thì mấy anh chị mình sẽ cùng viên tiền này ở bên trong nữa, mấy anh chị mới thấy rằng là một con máy này mình bỏ tiền ra mình rất đáng đồng tiền, đáng giá trị của nó mấy anh chị. Rồi ở bên trong này nhiên tháo ra rồi ha, ở đây là mấy anh chị thấy là nó trước tiên bạc đạn, trên cái bạc đạn thì nó có một cái gòn cao su giống như cái phốt để nó che bụi không có vô hư bạc đạn ha. Đó, cái nhông thì cái nhông của nó rất là lớn, nhông nó bự, nhông thép đàng hoàng, mấy anh chị thấy không, rất rõ ràng. Rồi thêm ở đây trên cái nhông này nó có một cái giống như là cái phốt, nó không cho nhớt nó chảy tràn xuống dưới này. Nếu này nó thiết kế tuy rằng nó rẻ nhưng mà nó thiết kế đầy đủ mấy anh chị, rất là tinh tế nha. Cái hộp này á, hộp đựng này á, là nguyên cái này nó bằng nhôm, nó đúc nguyên khối luôn à, trên này nó có nút đẩy đó. Rồi khi mấy anh chị khui ra bên trong này, mấy anh chị thấy là dây đồng 100% chắc chắn, tại vì Đét Tông nó là một công ty lớn nên nó là dây đồng 100% đảm bảo mấy anh chị luôn ha. Đó, khui ra cho mấy anh chị coi luôn đó, nó đổ keo trên đầu, đổ khăn trên đầu đó, bạc đạn à, có một điểm rất là hay nữa mấy anh chị, ở trong này nó là xài bạc đạn luôn, thay vì nó xài bạc thau hoặc bạc đổ thì nó dễ mòn hơn, bạc thau nó mòn, bạc đổ nó dễ hư, nhưng mà nó xài bạc đạn thì cái dàn đầu sẽ rất là chuẩn, đúng anh chị thấy không, bạc đạn trước bạc đạn sau thì cho cái máy của mình cái dàn cơ, cái dàn đầu đó nó sẽ chuẩn chuẩn mực hơn. Rồi mấy anh chị thấy là ở dưới này bạc đạn, ở đây cũng bạc đạn nhưng mà có phốt, rồi cánh gió, rồi dây ở trên dây này mấy anh chị thấy trên đầu nó đai keo lại, tức là nó sẽ ổn định trên cái chỗ này, cho dù có nóng nó cũng không có bị hư cái đầu lam này ha. Cái này là cái chỗ để nó giải nhiệt rất là tốt. Trên cái sa to là cái pin này nè, dây đồng nó quấn chắc chắn 100%, nhưng nói thì cạo hay là không cạo thì nó cũng vậy thôi, cạo thử cho mấy anh chị coi cho nó vui thôi ha. Nè mấy anh chị thấy màu vàng nè, thấy không đó, coi cho vui, nhưng mà thật sự á, là mấy anh này nó là hàng chính hãng nên là chắc chắn 100% dây đồng. Dây điện thì nó ra luôn, nó không ra dây đồng, những cái con rẻ tiền nó ra luôn dây đồng, xài thời gian nó đứt, còn mấy này nó không có đứt mấy anh chị. Trên cái than thì mấy anh chị sẽ thấy rằng là nó có cái cục giảm lửa à, than của nó, ổ than nó ở đây, ở bên ngoài là bằng phíp, bên trong là nó bằng đồng ha. Đó, cục than nó nè, than này là than dạng than 411, thì mình ra mình mua than 51, than này than 51 thì ra mình mua bên thị trường rất là nhiều. Rồi thêm tới công tắc thì mấy anh chị sẽ thấy rằng là công tắc nó có điều chỉnh tốc độ, thì nó có điều chỉnh như vậy thì rất là hay ha, đảo chiều. Rồi đuôi cao su của nó như nói rất là mềm dẻo, đặc biệt nó có thêm một cái tụ, thì mấy anh chị thấy là cái tụ ổn định điện này nè đó, đủ chống nhiễu, thì đối với những con khoan mà chất lượng nó sẽ làm những cái này như thế này mấy anh chị. Rồi thêm một cái nữa đó là cái vỏ nhựa, mấy anh chị cô chú mình thấy cái vỏ nhựa này nó làm bằng nhựa dẻo đúng không, nên là nó sẽ rất là khó bể theo thời gian, tại vì nếu mà nó làm nhựa giòn theo thời gian nó bể ha, nó vỡ, còn cái này nó làm nhựa dẻo. Ở bên trong này nhìn thấy có một cái thiết kế nó rất là hay, là trên chỗ bạc đạn này thay vì mấy anh chị xài một thời gian á, nó sẽ bị chạy cái dòng, cái giống như nó mòn cái vỏ đó, thì nó chạy cái bạc này đi, nó chạy thì giống như là nó sẽ nóng cái bạc, nó dễ hư hoặc nó chạy vỏ. Nhưng mà trong này thiết kế hai cục cao su à, mấy này rất là tinh tế mấy anh chị, thiết kế hai cục cao su này để nó đệm vô cái bạc đạn, cho dù có lỏng rất khó lỏng, tại vì nó đã đệm cao su lại rồi nên là nó không bị chạy cái dòng ngoài à, chạy cái lưng đó thì máy nó sẽ bền hơn. Đối với một con máy 550 mà nhưng khuyến mãi còn 520.000, mà với cái giá trị này, con máy này bảo hành 6 tháng hàng chính hãng, thì mấy anh chị thấy con này có đáng xài hay không? Quá đáng mua đúng không? Tại giá nó quá rẻ mấy anh chị, đúng là Đét Tông nó ra một con máy này phải nói là cực kỳ đáng mua. Khi mà nhưng khuyến mãi nữa thì mấy anh chị mình phải mua ngay thôi, tại vì giá với mức giá có 520.000, mấy anh chị sở hữu con máy như thế này không còn chê chỗ nào nữa, không có đem so sánh với những cái con cao tiền hơn, nhưng mà mình so sánh tầm 600 trở lại thôi, mình có lựa chọn nào tốt hay không. Thì nếu mà mấy anh chị thấy cái sản phẩm này nhưng phân tích như thế đúng, thì mấy anh chị có thể sở hữu con máy này qua số điện thoại hotline của máy xây dựng Hồng Viên. Rất là cảm ơn các chị cô chú đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Bây giờ Viên xin chào và hẹn gặp lại, có ý kiến như thế nào hãy comment bên dưới nhé, nhớ cho Viên xin một like nếu các anh chị thấy video này Viên làm ok hoàn hảo. Và bây giờ Viên xin chào, bye bye.